trong trận đấu này của C nào. Vâng, Babylon đến từ màn hình máy của game Tủ Tễu. Và trận đấu này bên kia là quần khá đẹp. Vâng, vẫn là sự xuất hiện của một xe cho các thủ bên phía game TV. Và trận đấu này bên mình là Magmin Rome Baby và bên kia là Rome Seng Egypt Babylon. Alo, mời quay trở lại với trận đấu này. Mark Baby Romin là quân với mình và bên kia là Rome Baby Egypt Seng. Và tiếp tục làm trận sự xuất hiện nữa có loại quân Seng cho các thủ bên phía Game TV. Và đây màn hình máy game thủ tễu với trận đấu cầm Babylon với vài đấu mà thế đang đầu cánh. Và lẽ sẽ chúng ta sẽ cố gắng giải quyết đối thủ nốt trong trận đấu này nào. Hello, và đây là màn hình máy của game thủ Văn Nhất. Rồi, một rồi, giữa bên bên hướng kia có một tuần thi đấu mà đang có một đôi voi. Vâng, đang là một đôi voi cũng như cộng với một bình hươu. Vâng, nếu như trận thi đấu này game thủ Văn Nhất là người ăn thì khả năng cao mình sẽ là một bài đấu có bốn voi cầu về. Và đây là máy game thủ Alonso. Vâng, chúng ta đang đang tuần thi đấu mà đồng đội chúng ta đang lo ngại một tuần mà có tình huống mà có một thế bài kẹp. Và ta chờ đợi xem rất nhiều sư tử cần tuần này. Và khi một con nông dân đã vừa chiến xong một tuần sư tử rồi. Rồi, bãi quả phụ. Rồi, và đây là máy của Hoàng Mai Nhi. Vâng, liên tục trận thi đấu nữa mà game đưa. Một trận đấu sẽ là ít nhất 4 voi cầu về dành cho Hoàng Mai Nhi. Và anh đang chủ động cắt một dần lên trên hướng 12 giờ. Và như vậy trên hướng 12 giờ đó chính là thế bài game thủ Thành Lắc với bài đấu của Egypt. Vâng, Egypt kẹp trên hướng 12 giờ. Vâng, Egypt gặp trên hướng 12 giờ khả năng cao. Vâng, khả năng cao sau khi mà lên đời vâng sẽ bị rúi ngay một chiếc vâng sẽ bị rúi một y vào mông ngay thôi. Vâng, sẽ rụi một cái đầy yêu thương vào mông của game thủ Thành Lắc trong trận đấu này. Vâng, đến từ Hoàng Mai Nhi và đây là máy tễu đây. Babylon. Vâng, Alonso. Vâng, Alonso tuần thi đấu này còn có tình huống ăn tranh quả với game thủ 1 cơ. Vâng, có phá voi không? Vâng, bên kia đang là người câu voi. Vâng, khả năng cao sẽ là một chiếc nhà BS của đội bạn. Vâng, ăn quả thôi. Vâng, hiện tại ta đang có một bãi quả khá là nguyên si. Vâng, tôi nghĩ tuần thi đấu này Egypt kẹp trong hướng 12 giờ. Vâng, để cho Maxi chăm sóc thì sẽ là... Vâng, thật sự là Maxi gọi là người ta gọi là hơi khó thở ở đây. Alo, vâng, xin chào bạn Nguyễn Văn Dương. Vâng, nhưng mà trước khi làm kèo thì em cũng vâng tắm rửa và rửa tay, rửa chân và các thứ rồi. Rồi, quay trở lại với máy của Hoàng Mai Nhi đi. Vâng, tôi xem trận thi đấu này. Vâng, sẽ xem Hoàng Mai Nhi sẽ giải quyết bài đấu kiếm thủ một Thành Lắc. Omas. All of them.
Vâng, đây trận đấu mà chắc chắn là bài đấu không được quá bình dành cho game thủ người cầm Egypt. Và dường như là đầu cánh của game thủ Hàm Nhi là cánh của game thủ người cầm và cầm Seng thì phải. Khi mà tôi đã thấy sự xuất hiện của con giò game thủ người cầm Seng rồi. Đầu tiên đi con giò đi vào đây. Và con giò đi vào đây nó hơi vừa tới thi đấu mà chúng ta bị mất con giò đầu tiên. Và sẽ là một y rúi sớm vào nhà game thủ người cầm Egypt này. Vào tình huống mà hai như anh và anh để cho hai nông dân nhử nhử bên ngoài và hai nông dân đứng vào bên trong có thể thiết kế những chiếc nhà bi. Vào tận thi đấu mà dường như cảm giác hơi quái đến từ game thủ Hoàng và Nhi. Vâng, hai nông dân này được gọi là đang đang cố vào trong. Còn thực sự là vâng, công việc đã là bên trong xong rồi. Vâng, như vậy là Egypt trận thi đấu này là bài đấu thành lắc. Vâng, không dám đánh công R và là người đánh chém. Vâng, như vậy sẽ đồn về một thế là bên kia Babylon. Vâng, bên kia Babylon khả năng cao là tôi nghĩ là một bài đấu sẽ chuyển ra. Tôi quay trở lại với những màn hình máy khác xem. Đây là máy của game thủ Tễu với theo này là 26 của mình. Vâng, nhà Tễu trận thi đấu này là bài đấu không quá đẹp và Tễu sẽ chọn phương án đó chính là bài đấu. Vâng, là người chơi chém. Vâng, đây là xuống dưới trong góc khoảng hướng 6 giờ là nhà game thủ người cầm màu 3. Vâng, bấm chút vàng cho game thủ Alonso để game thủ Alonso có những tình huống chuyển A. Và 29. Rồi, trận đấu này hiện tại Alonso đã cơ cấu cho mình một cái cơ cấu cho mình một cái hốc rồi. Rồi, lạc đà game thủ người cầm Seng. Vâng, Seng đang công tên lạc đà vào đây. Vâng, để ý xây một E bên kia nữa nhá. Rồi, nhưng mà đặt may sao vẫn được. Alo, vâng, như vậy thông tin báo về chính xác đây là trận đấu mà game thủ người cầm màu 4 vâng, U98 Babylon là bài đấu đánh thẳng được. Vâng, đội bạn công ca kìa Alonso. Vâng, như vậy game thủ màu 1 có tình huống mà công ca vào đây. Vâng, kể đi khả năng cao thời điểm này màu 1 không có đơn bị lạc đà đâu, đứng thế này đội bạn công không chơi được. Vâng, anh em nào có chém. Vâng, tên này đứng thế đi, tên này đứng thế đây là tươi rồi. Vâng, tên này đứng thế thoải mái chơi và anh em. Vâng, màu 2 đang công sang đây. Vâng, tuần thi đấu này có lẽ có anh em chém nào có sang đỡ nhà cho game thủ Alonso không? Đội bạn đang có ca. Để ý ruộng, khoanh ruộng nhá. Vâng, như vậy tuần thi đấu này có những đơn vị có Hoàng Minh Nhi sang đây đỡ cho một tuần rồi. Vâng, 32. Alo, vâng, xin được chào đến bạn Nguyễn Hồng Quân. Vâng, game thủ Alonso là một game thủ ngày trước thì thuộc biên chế của trò AOE Nam Định. Và sau khi mà Nam Định giải thể thì hiện tại Alonso đang là một tuần người ta gọi là chính thức là thử việc. Vâng, thử
Vâng, thử kết hợp với anh em Hà Nam xem liệu có thể gắn kết không. Vâng, xem thi đấu như nào. Và có lẽ trong thời gian tới, nếu như hôm nay buổi ra mắt vâng có kết quả tốt thì khả năng cao trong thời gian tới thì vâng Alonso sẽ là người khoác áo chào Hà Nam. Và đây là game thủ sinh năm 93 đến từ Nam Định. Vâng, đấy là thông tin của Alonso mà mình vừa cung cấp cho anh em rồi. Vâng, như vậy tình huống này các game thủ bên phía chúng ta đang tình chuẩn bị ốp lên nhà game thủ người cầm mô 4. Vâng, có lạc đà game thủ, có chém game thủ ván nhất. Và đây là cung rửa Babylon. Vâng, thì mô 4 tôi không thấy quá nhiều cung rửa. Vâng, không có quá nhiều A đâu. Vâng, tôi này thoải mái chơi khi mà đang có khá đông chém của game thủ người cầm mô 7. Vâng, tôi này bắt luôn. Rồi, mô 4 đang mất khá nhiều đơn vị cung A. Và mô 2 sang đây đỡ. Vâng, mô 2 sang đây đỡ. Vâng, bắt nốt tên cung A. Rồi, ván nhất cứ chém đi để cho game thủ Babylon rỉa những tên ngoài này. Ô tên này tẩu đi, tẩu té té đi. Ô tên này chim én đi. Ô tên này vừa rồi mình ăn được khá nhiều nông dân đến từ game thủ ăn được nhiều A của game thủ một người có 1-4 rồi. Vâng, nhất hôm nay là 24. Vâng, xong rồi thì những tuần thi đấu đầu chém đầu tiên cũng như là vừa rồi phối hợp với game thủ Tiễu. Vâng, thì hiện tại thì tham lai game thủ Văn Nhất vâng chỉ là 26 thôi. Vâng, tham lai nhưng mà quan trọng là vẫn còn dân và vẫn còn quân. Và dân này để hồi lại thì vẫn là tươi. Vâng, màu 3 đang đuổi khá gắt cái tần dân này. Rồi, bãi vàng màu 3 đây. Vâng, đuổi cho sự khó chịu đến từ game thủ Văn Hưởng 98. Và phải trả giá bằng những tần vàng. Vâng, bên kia còn mô 3 và vâng, bên kia nói với tham lai thì còn game thủ mô 3 nhận tham lai mô 4 với bài đấu mà game thủ U98 là bài đấu đánh thẳng A. Vâng, Alonso thì sao? 60 rồi. Vâng, có lẽ thời điểm này Alonso sẽ là người chuẩn bị nhờ. Vâng, sẽ bung ra những cái cơ sở mới có thể phát triển. Rồi, đào vàng, vâng, tầm xa đã nâng xong rồi. Vâng, bản đồ tầm xa, vâng, mọi thứ đã ok rồi. Vâng, dường như đây sẽ là bài thi đấu mà dâng BA đến từ game thủ Min One. Vâng, thông tin báo về là bên kia là 52 dân. Vâng, có lẽ nông dân sẽ đi cùng nhiệm định cung A cho nó chắc chay. Vâng, tình huống này khả năng cao các bạn cũng sẽ đoán được một hướng mà game thủ Min One ra là bài đấu đi dâng A. Vâng, một hai trận đấu này dường như là Seng trong tay game thủ vâng, Phương Nam thì dường như là cũng là bài đấu mà Seng cũng yếu rồi, đây là máy Hoàng Mai Nhi. Rồi bên kia là mỗi tham lai 1-4 là tham lai khỏe thôi. Một hồi này gần nhà. Vâng, mùa 1 hồi lại gần nhà cũ của anh Bách nhá. Mùa 1 đang có vâng, mùa 1 đang có một cơ sở khá to hồi gần nhà cũ của anh Hoàng Mai Nhi. Vào trong hướng 2 giờ. Vậy anh em nào có chém quản lại 2 giờ một tơn nhá. Anh em nào có chém quản lại 2 giờ một tơn nhá. Mùa 1 Thành Lắc đang phát triển ra một tơn ở đấy. Vậy là máy Hoàng Mai Nhi. Ở dưới nhà anh ạ, xuống dưới nữa. Thua.